Thưa quý vị, xin được hoan nghênh chào đón tất cả quý vị đã quay trở lại với phần 2 của chương trình Lotto Xuân Hưng Nam với chủ đề trong buổi tối hôm nay, đó là sàn đấu Lotto. Và quý vị có thể dành cho 3 đội thi, đội màu vàng, màu hồng và màu đỏ một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ xin mời những đội chơi, chúng ta sẽ vào trong và mỗi đội sẽ giữ lại đó là 2 thành viên. Rồi, vâng, thưa quý vị, và bây giờ những nhân viên của Lotto Hưng Nam bắt đầu phục vụ cho quý vị những lá vé trong chồng lại bên dưới, đó chính là 30.000 đồng cho một lá vé với giá trị giải thưởng đó là 5 phân vàng đến từ công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Xin phục vụ cho tất cả quý vị ở trong đội này, cô chú chị nào mà chưa có vé các bạn dặn giơ tay lên liền giùm em nha. Vâng ạ, và bây giờ trong đội này giờ chúng em đã đem đến đội trong lợi 30.000 đồng chúng ta sẽ được chọn qua, đó là 5 phân vàng BNC. Và cũng mong rằng là tất cả các chú các chị và các bạn ai chưa có lá vé cho ta cứ giơ cao tay lên, và chính chị em phụ sẽ đem đến tận nơi để phục vụ cho tất cả mọi người. Rồi, dạ quý vị, ai chung vé giơ tay lên liền nha. Đó, những nam thanh nữ tú của Lotto Hưng Nam bắt đầu phục vụ cho quý vị những lá vé. Và một lá vé là một niềm tin, hai lá vé là hai cơ hội thưa quý vị. Mình ơi, dạ bên đây nè em ơi. Dạ kính thưa quý vị, dòng lời này là 30.000 đồng để phục vụ cho quý vị. Dạ quý vị lưu ý, trước khi phục vụ vé quý vị đầu kiểm tra số ký hiệu 053 dùm cho em nha quý vị nha. Rồi, đúng, nghe đó, đúng số ký hiệu đó mình mới mua ủng hộ dùm cho Lotto Hưng Nam. Thì ơi, nói nghe, dạ. Tối nay mình có đội hồng nè, đội vàng, đội đỏ. Chị đặt niềm tin vào đội nào? Hình như là chị đặt niềm tin vào con gái của chị đó. Là ai? Hồ Tiểu Vy hả? Hồ Tiểu Vy. Là nó đội màu gì? Màu vàng, màu vàng. Màu vàng, đội màu vàng. Nói nè, nè, đây nè. Dì Nam Trà, chị, em thấy người ta có đội vàng, đội hồng, đội đỏ. Còn chị mặc đồ đen, em nghĩ chắc chị đội quần sẽ đẹp đó chị. Trời ơi, của nhục nhã. Cho cái con đó bị loại đi. Em ơi, MC, dạ. Rồi chị đặt niềm tin vào đội nào? Chị thì đặt cả 3 đội, mong rằng là 3 đội phải chiến đấu thật là quyết liệt. Vâng, kính thưa quý vị, và cái số điểm hiện tại đó là đội vàng được 1 điểm nè, đội đỏ được 1 điểm và đội hồng thì chưa có bất kỳ một huy chương nào hết. Và ngay bây giờ xin mời mỗi đội sẽ cử ra 2 thành viên. Đó, đội vàng đã đủ rồi nè, đội đỏ đủ luôn. Và rồi mình còn một người của đội màu hồng nữa thưa quý vị ơi. Rồi, và dòng loại này thì chúng ta cũng sẽ mời người đẹp đi vào. Thôi, Nhi ơi, Nhi, bữa Nhi đâu rồi? Nhi ơi, này, xin mời người đẹp bảy sợ sẽ bước ra để mà bóc dùm một cái phiếu coi là chủ đề của dòng thi này là chủ đề gì. Mời bộ Nhi sẽ đặt lên lưng dùm nha. Chủ đề của dòng lời này rất là... Bà đưa vô cái miệng người ta, người ta nói. Thôi cái mi đưa vô cái miệng người ta mới nói được. Chủ đề của dòng... Bà đừng có nhét vô họng người ta. Nói đi. Trời ơi, dạ chủ đề của vòng loại này là ca... Hoài người ta hoài. Và ca dao tục ngữ và những câu vè quý vị. Vâng, chủ đề của dòng loại này là ca dao tục ngữ, câu vè, câu lý, câu thai. Và những cái câu mà mình rất... Nói chung, đây là một chủ đề rất khó cho quý vị nha. Su, chủ đề này rất khó. Thì bây giờ ba đội chơi này chị nghĩ là cũng chưa chắc vượt qua được đâu. Thôi riêng bản thân chị chấp nhận chị một đội nè, đội đen. Đội đen. Rồi, và các quý vị ơi, em xin phép được mời hai vị khán giả, một người lên quay số và một người lên kiểm banh để tạo sự công bằng rõ ràng cho dòng quay số này có được không quý vị ơi? Rồi anh cháu đây, em mời anh áo xanh luôn, em mời anh luôn. Dạ rồi, bây giờ mình xếp hàng xen kẽ vô nha, xen kẽ vô. Rồi. Rồi, tốt đến ngày. Rồi, đúng rồi. Theo thứ tự này nha. Và các quý vị, bây giờ cho em xịt tròn cái. Xịt tròn cái Nhi ơi. Đây cho em xịt tròn nha. Vâng, quý vị, và bây giờ xin mời vị chúng ta bắt đầu. Do số 3. Vé cho chị Thanh kìa. Vé cho chị Thanh Thanh kìa nè. Đâu ở đâu đây nè, trời. Có một lần nữa, chú hãy giơ tay cho chú này nha. Rồi mời chú bây giờ ơi. Giờ anh hợp, anh em lấy cái thuốc đã nha. Tốt gì ta,
con gì đây, con gì đây, con gì đây làm đó. Xin con dùm em đi các người đẹp ơi. Rồi dạ cho em xin con dạ. Cứ chú mừng chú. Rồi. Anh ơi, anh ra kiểm tra dùm em nha. Khán giả xem những người kiểm banh cũng như là những người quen số để tạo cái sự công bằng thưa quý vị. Rồi. Chú ơi cho con xin làm vé. Vòng loại 53. Vòng loại 053 đúng loại 15. 15 có 1. 32. 32 có 2. 46. 46 có 3. 51. 51 đủ. Vòng loại 53. Vòng loại 053 đúng loại 15. Có 1. 32. Có 2. 46. Có 3. 51 đủ. Rồi. Chị cảm ơn hai em nha. Rồi nhắc lại cho hai người mỗi người con có bông luôn. Rồi cảm ơn hai em đã hỗ trợ cho Hương Nam nha. Bây giờ và chú cũng được mời mọi người một cái và một cái voucher và của Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức và bớt 50% để chúng ta và làm răng toàn xứ rồi. Tại hệ thống Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức nha. Thưa quý vị, dòng loại này chỉ mới có 5 con cờ mà đã có người độc giải rồi. Xin mời quý vị chúng ta đến với dòng loại tiếp theo với mọi lá vé vẫn là 30.000 đồng cho một lá vé. Rồi và mọi người kiểm tra dòng phụng nha và bao thơ 1.300.000 đồng. Dòng phụng nhờ chú.